Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì làm sẽ tiếp tục tô màu thêm. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp.
Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đấy, giờ sẽ là chi tiết tô màu nha bạn. Như vậy video của mình là kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với